Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chùa Thượng Mộ ở thành phố Huế. Nơi đây là bãi thuyền rồng. Nơi khách du lịch đi thuyền rồng từ trung tâm thành phố Huế dọc dòng sông Hương lên chùa Thượng Mộ để tham quan. Đây là thuyền rồng đơn và thuyền rồng đôi. Thuyền rồng đơn thì có một thuyền rồng dành cho 2 đến 9 người. Thuyền rồng đôi thì từ 15 người trở lên. Đây là thuyền rồng đôi. Khách du lịch lần thứ hai rất là nhiều. Tham quan thuyền du lịch. Làm ăn bằng một kín. Về kính đầu đẹp trai và phụ nữ. Cái đường đi bộ này là mới được xây dựng xong. Đây, bạn mấy chị bạn tóc phở nè, tóc phở không? Anh ơi, ăn đồ hụt anh ơi. Ăn tao phở thôi được không? Ừ được, nhanh mọi người. Một người. Đấy. Một người. Đưa đấy. Chục xuống. Ngồi sao? Này, số 4 này này. Đó. Số 4 à? Đó, đây là số 4 chưa? Ăn số 5 được không? Không, ăn số 5. Ô này đắt lắm xe ăn. Con manh vừa này đi lấy nào. Con manh vừa này cũng đi lấy được, chứ mày lấy nó bảo được. Có 2 lý con mày. Ê, làm ngoài vậy? Dạ. Bên đi lấy nó ngồi à? Ừ. Chào ơi. Đi làm chi YouTube à? Dạ. Quảng cáo cho mấy chị đồ hũ chứ cho mấy chị với. Quảng cáo bán luôn. Ai bán đồ hũ này, ai bán đồ hũ này. Ai muốn đi lên trên kia từ luôn là lên bằng mình mà xem thêm hai tiếng nữa đi lên bên kia. Tôi kêu người đây ăn đồ hũ tàu phở ngắm cảnh hoang luôn rất là đẹp. Tàu phở đồ hũ này à, đồ hũ này muốn chờ lao không quảng cáo với mấy chị đồ hũ nha. Ừ. Lý mấy thấy 10.000 đừng quảng cáo mà đi công an đuổi chứ. Nè, giờ ăn đồ hũ ăn ủng hộ chị Ly đi. Ủng hộ, ủng hộ sau, ủng hộ sau. Giờ đi mua nữa. Giờ đi lên chùa. Ok. Chụp mà mày đi chứ tao kêu mọi người chụp đó tao kêu. Này thôi đang đậm luôn đấy. Chùa. Có bốn cửa điện mình đi lên nè. Nó sắp thật Phật duyên. Chúng
chùa Thắng Bù có một điều đặc biệt là được cất giữ chặt chẽ của thượng tọa. Thích Quảng Đức, người là từ thiếu gia đình Sài Gòn để chống lại chế độ Ngô Đình Diệm. Này là cộng Tam Quang vào chùa. Đây là thầy đang làm vệ sinh, dọn dẹp. No, tenías una de una manera y otra de otra. Quiere ir al baño por allá detrás de este templo y vamos a nos quedamos aquí también, ¿vale? Mình đi ra sau này mình sẽ tham quan và nhìn chiếc xe của thầy Thích Quảng Đức được lưu giữ và bảo quản tại chùa Thắng Bù. Chiếc xe này là thượng tọa Thích Quảng Đức đã dùng một lúc trong sống. Xe của thầy đây. Alo. Từ đi chân và theo mình là chân đó của chúng nhà mình gọi. Mấy chị em quay thì thấy rồi. Mấy chị em quay lại giữ một tấm hình mấy em đấy. Đứng đây đây đỡ bị. Donc les enfants ils posent pas encore, mais voilà. C'est une manière de les. Hey.
Nhà ăn của chùa, nhà bếp, nhà ngủ. Ai muốn lên tu tập thì ở khóa thu tu tập ở chỗ công bố. C'est d'essayer d'être bon, c'est essayer de faire des trucs bons, d'enlever tous les désirs. Donc ils sont intéressés, ils ne restent plus, ça doit plus s'intéresser à l'argent. Phòng tu tập của mọi người. Đây, mấy bằng nhỏ đi tham quan. Bên đi hướng nãy là đục nào bên kia hay đục là bên đỉnh. Ờ đúng rồi. Hello, chào em. Hello. Bán chùa. Mấy con đi tham quan chùa đẹp thế. Sau này là tháp và mộ. Thư mô của những vị chủ trì ở khu ở chùa này. Công viên không chùa khá rộng. Không buồn năm trên tòa lạc trên ngọn đồi Hà Khê. Tại nhà hàng sông Hương và cách thành phố Huế tầm 5 km về phía tây. Ngôi chùa được khởi lập vào năm Tân Sửu 1601. Chùa Thiên Bù dưới thời chùa Tiên Nguyễn Hoàng là vị chùa đầu tiên ở Đăng Trong. Đây là tháp thơ, ngôi mộ thơ. Nào, rồi, 1, 2, 3. Đấy, đọc đi nữa. Vào tham quan trận điện của chùa. Khi vào chùa là mình sẽ thấy tượng Phật Thần Đại Độc. Điện chùa Quan Nghiêm.
Người nước ngoài cũng lạy Phật. Cầu nguyện như người Việt Nam đó, lạy Phật cầu nguyện. Lên cái chuông thì mua cái chuông rất nổi tiếng, đánh tiếng rất là vang xa, và có một cái bài tu mà ở Huế ai cũng biết đó, đó đưa cái một chút lá đào tiếng chuông thì mua cánh gà thọ tiên là tiếng chuông thì mua cái chuông này đây quý vị. Buổi sáng sớm là chuông đánh rất là vang, rất là to, có thể là nghe từ 3 đến 5 dặm buổi sáng. Nên có cái hạt tu rất là con nổi tiếng mà người dân xứ Huế ai cũng biết, chuông thêm mùi cánh gà thọ xương, cánh gà thọ xương. Lầu để trống, trống để đánh khi có lệ quý vị. Thấy toàn cảnh sông Hương và tháp Cục Viên. Đây là khu bản đồ lưu niệm của chùa. Kia là cửa thông vụ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.